Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024, là ngày kỷ niệm lễ dỗ lần thứ 88 ngày Bà Năm Quy Tiên. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chùa Bà Năm vào ngày chánh lễ. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh ở tại chùa Bà Năm vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quang cảnh ở phía trước cổng chùa Bà Năm vào ngày chánh lễ. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi tiến vào bên trong. Đây là khu vực cho bún nước lèo. Các mấy cô bác ra tất bật làm các cái công việc từ thiện để chuẩn bị lễ dỗ của Bà Năm lần thứ 88 được hoàn thiện hơn. Cái nồi này nồi gì mà dữ quá anh? Ăn ngon. Đây là các thức ăn cũng được chuẩn bị một cách chu đáo để dân cúng lên các cái ngôi thờ và phục vụ cho cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ dỗ của Bà Năm. Ở đây là chả giò. Ở đây là nồi lẩu quý vị. Dạ cháy. Dạ. Dạ. Cũng còn vậy đi chậm quá chạy. Dạ. Dạ. Đây là các vật thực đã được chuẩn bị để dâng lên các cái ngôi thờ nhân ngày kỷ niệm lễ dỗ lần thứ 88 của Bà Năm Chùm Dầu. Ở đây là các cái phẩm vật đã được chuẩn bị sẵn và đang bắt đầu dâng cúng đến các cái ngôi thờ nhân ngày chánh lễ dỗ của Bà Năm Chùm Dầu. Đây là các cái bánh bao quý vị. Thank you.
đây là quang cảnh các cô bác chuẩn bị các thức ăn nhằm chuẩn bị để đãi cho cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ giỗ của bà Năm được tốt hơn. Đây là quang cảnh ở khu vực cho bánh mì. À, đây là quang cảnh đổ bánh xèo. Câu dạ 2 4 2 4 10. Mỗi một khuôn vậy là 10 cái bánh xèo. Các cái phẩm vật đã được dọn lên ở các cái ngôi thờ cúng. À, đây là các vị trong ban tổ chức và trụ trì là bác Úc Xuân đang bắt đầu cúng ở các ngôi thờ nhân ngày lễ giỗ lần thứ 88 ngày bà Năm Quy Tiên. Vị trụ trì bác Úc đang bắt đầu thờ cúng. Thank you.
các vị trong ban tổ chức đang bắt đầu lễ cúng nhân ngày kỷ niệm lần thứ 88 ngày bà Năm Quy Tiên. Các vị trong ban tổ chức chùa Bà Năm đang bắt đầu gia cúng ở ngôi đặt bàn Phật và cầu nguyện cho quốc thế dân an nhân ngày lễ dỗ lần thứ 88 ngày Bà Năm Quy Tiên. Xin thông báo nhà cô bác là cúng xong quý vị do mình rất là trái là do mời năm chúng ta chúc chúng tôi là trang trọng cúng đầu quý vị. Thank you.
Bác Ốc Sơn và các vị đại viện ở trong chùa Bà Năm đang bắt đầu cũng đến các cái ngôi thờ. Cơm. Hãy
Đây là cơm tự chọn quý vị, đồ ăn rất là ngon quý vị ơi. À đây là khu vực đãi trà đường. Câu dạ. À, đây là quang cảnh ở trong chùa Bà Năm vào ngày chánh lễ dỗ. Các cái phẩm vật cũng được dâng lên các cái ngôi thờ nhân ngày chánh lễ dỗ của Bà Năm. Ông Hà Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Keo. À, đây là ngôi thờ cháu của Bà Năm. Đây là tủ vật lưu niệm của Bà Năm. Nơi đây còn lưu lại là hai lọn tóc của Bà Năm, hai ống ngoái trầu, mộc ấn Bửu Sơn Kỳ Hương, sâu chuỗi và những cái kinh sách mà Bà Năm đã viết lại để truyền dạy cho tín đồ. Đây là những cái đồng tiền xưa và những cái bộ kinh mà Bà Năm viết để lưu truyền lại cho hậu thế. Đây là ngôi thờ bà Hà Thị Tâm. Đây là ngôi thờ Ba Tánh.
các phạm vật cũng được dâng lên các cái ngôi thờ nhân ngày chánh lễ dỗ của bà Năm. Đây là ngôi thờ trong thân tộc bà Hà Thị Phiên và bà Thái Thị Canh. Đây là hai cặp nến Đức Thầy tặng ông Hai Tấn và cặp nến Đức Ông cũng tặng ông Hai Hà Văn Tấn. Ông Hai Hà Văn Tấn là cháu của bà Năm. Đây là một cái kỷ vật mà Đức Thầy và Đức Ông ngày xưa đã tặng cho ông Hai, còn lưu giữ tại chùa bà Năm. Đông rồi quý vị ơi, ngay ngày chánh lễ dỗ của bà Năm năm nay rất là đông. Đây là khu vực đại cơm ở tại chùa Bà Năm vào ngày chánh lễ dỗ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Năm nay thì ở chùa Bà Năm thì không có tổ chức cúng tập thể, cho nên quý vị cô bác anh chị em thì cúng tự túc và dùng cơm. Dùng nước chứ không có để cơm. Nếu cô bác mà có dùng cơm thì xin vui lòng rất là phía trong chùa đó, phía bên Tây Lan đó, dùng cơm với ba tư chức. Dạ, cái này bánh lọt hết con? Dạ, 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 dạ. Đây là xong bánh lọt rồi quý vị. Dạ. Đây là cô bác đang dùng bánh xèo ở trại bánh xèo Tống Thi quý vị. Đây là khu vực đại bánh xèo ở trại bánh xèo của bác Tấm Thi.